Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý ba địa phương là thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh được bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng không quá 15 phút trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Việc bắn pháo hoa được tổ chức với quy mô phù hợp bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do các địa phương vận động. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn về người và tài sản trong quá trình diễn ra bắn pháo hoa. Trong kế hoạch còn có chương trình cao Hà Tĩnh chào năm mới 2024 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ biểu diễn. Bắt đầu từ 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến 0 giờ 30 ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại quảng trường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu văn bản xin chủ trương bắn pháo hoa tầm cao tại chương trình hà tĩnh chào năm mới theo đúng quy định